trai của anh chị. Dạ, hello quý cô chú anh chị nha. Đang xem trên sân bay của Phú Mỹ nha. Thì hiện nay là Phương Anh thấy một cái cô bán dây chai, lụm dây chai quý cô chú anh chị. Phương Anh muốn tặng cho cô là nhà gần đây không? Phương Anh tặng cho bà 200 ngàn. Phải 200. Nghèo quá đi đừng ngủ. Phương Anh mới gửi bà 200 đó Phương Anh. Dạ. Ừ, con hỏi thăm đây, con hỏi thăm bà đi. Nhỏ bán cà để bà coi là nó. Dạ. Nhỏ bán cà mà. Con hỏi lớn lớn lên. Bà ở với chồng bà. Chồng bà ở đâu à? Con phải kêu bằng ông, con kêu bằng bà là phải kêu bằng ông. Con đứng xích qua bà nhìn tí đứng xích vô để xe. Mốt Phượng Anh lớn lên là có tiền sẽ đi làm từ thiện nha. Được không? Và hôm nay là con đi về quê nội, rồi tình cờ là con thấy cô đi nhặt dây chai. Yeah. Con thấy thương quá đúng không? Là con gửi tiền cho cô đúng không? À. Rồi hỏi thăm bà gì nữa? Bình thường bà làm dây chai như ngày nhiêu tiền? Bà là tử như chi? Tử con về. Rồi hỏi bà sáng giờ bà có ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Bánh. Ủa sao cô ăn bánh cô? Vậy không có tiền ăn bánh. Tiền ăn bánh hả? Nhà dạ. Cô gần đây không? Nhà tôi ăn bình thường. À, vậy hả? Vậy là hàng ngày là cô đi lượm dây chai vòng vòng ở đây. À, bà đi đổ bộ ha. Đi lượm bộ. Yeah. Này lượm bộ nè con. Ba lâu rồi, mấy chục năm. Sao con cà lâm dữ. Con bình thường đâu có cà lâm đâu mà mưa Phương Anh. Thôi giờ bà cháu ôm nhau cái đi. Nó ôm rồi, ôm cái đi. Bình thường bà đi lụm dây chai là nguyên ngày luôn hả bà? Đúng rồi. Sáng mấy giờ là mình đi bà? Có 2 giờ uống ăn bánh rồi đi. 2 giờ sáng là đi rồi. Rồi tới chiều mấy giờ mới nghỉ? Chiều có 5 giờ mới nghỉ. Dạ. Rồi mình ăn bánh không hả cô? Má hơn cái tư á bà lụm cái chai đó giờ đó. Dạ. Tại vì tôi ở cái 5 ngàn tới cái tư năm. Bà làm gì? Ăn mới sớm nó mới tới. Chiều mới về. Còn có bà cái. Thấy bà tội quá trời luôn. Không. Con hỏi bà có con không? Con cái bà đâu? Xe bà không bà con. Chích vô cô ai xe cả. Có hai chồng không mà dạ. Không ngủ ăn nữa chứ đâu có con. Tại vì ở đây ở ngoài đường á, cô chú anh chị thì nó cũng khá là ồn luôn. Bây giờ Phượng Anh gặp bà giờ nói chuyện rung rồi. Thôi để cho bà đi lụm đi. Rồi mình đi về. Rồi con chúc bà đi. Con chúc bà sao? Chúc bà may mắn, sức khỏe. Rồi con cũng chúc bà nhặt dây chai thiệt là nhiều nha. Rồi chúc bà luôn sức khỏe nha bà. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Lần đầu tiên con có nghĩa là lần đầu tiên con giúp đỡ con đi làm từ thiện, con cũng hơi bỡ ngỡ không biết nói gì, thì con sẽ đi theo cô chú thường xuyên thì sẽ quen thôi nha. Thì ở đây có ta gửi cho Phượng Anh 200 mà Phượng Anh lấy 200 đó cho cô luôn á, gửi cho cô. Dạ. À, rất là tốt luôn á. Còn giấu lâu nữa không? À, thì không thôi vậy bà mạnh giỏi nha bà. Dạ. Rồi mình đó, đi, đợi cho em. À, con chào bà nha. Phượng Anh hôm nay là Phượng Anh có một cái tấm lòng tốt quá. Dạ,
mấy con mấy chú nha. Vậy là quen hả? Ờ đây nè, đây nè, căn cứ sát bên đây nè. Nó nhỏ nó đâu biết đâu. Ở đây cả sớm ở đây là biết xích xích vô anh em ơi. Xích vô, xích vô. Xích vô con. Đã qua mà ở chung với cha ở đây nội bà nội vậy mà sao con lên dạy con nói không nó thôi cha dữ dằn vậy. Cái đó là không có được rồi đó. Anh có sao nói vậy? Trời trời tôi ở sát bên đây nè. Nói sao con? Thì nó nói lên dẫn nói nó thôi cha nó mẹ nó lấy tiền lấy bạc lấy vàng gì đó bà nội đây đó thấy bà nội luôn. Bà khóc thấy bà giống kìa. Giờ đang khóc ở chồng hả con? Không, lúc nào bà không khóc nhớ ở này nè. Trời tôi quá cảnh bà mà. Dạ vậy. Dạ vậy không vậy thì mày nói. Mà có sự thật không nói gì là không đúng đó. Con là học phải là học sự thật, nhỏ phải nói sự thật chứ không nói gian cho thảo được. Dù cha có dạy cũng không nói theo. Ông bà cha mẹ nuôi ba cô. Bà nội nuôi thấy bỏ từ hồi nhỏ nuôi mà tới lớn mà đi lên chảnh rồi nghe lời cha mà chào làm được chuyện mà bậy bà nó mới lớn con. Dạ cha biết lỗi như vậy cha xin lỗi. Biết lỗi vậy đó con thôi tận A Tùng này phải cha nó giọng được con không chịu. Không? Cha dạy nó vậy con không chịu bà nội nuôi con từ lớn thôi con phải nói chứ. Cha thì cha nói gì phải nghe đó. Tại vì cô chú cũng không cả mình là biết nó đen. Cô cũng ở gần nhà của anh Thằng á cô. Chú ở chung cô bác mà. Dạ. Thành ra mình làm con làm đúng rồi, dạy sao mình dạy mẹ không có nghe. Đúng rồi. Mình chứ mẹ mình không có mà đi nấu. Về tới lâu chưa? Không có về tới gì? Mới về tới đi làm giấy tờ rồi đó, có cái học bạn. Học bà thì ở trong kia trong trường nó cũng vậy đây. Con phải nói sự thật tập mức làm cha nói gì có không chịu. Bà nội là nuôi con từ nhỏ, cha bỏ con từ nhỏ. Nói như con thì ra phải nói chỉ đúng cha nói vậy con chịu ai biết nói theo không nó ở dài vậy là từ hồi nhỏ lớn giờ là Phượng Anh ở với bà nội à bà nội ở với bà nội là học lớp 1 7 tuổi con ở với bà nội là ở với bà nội được 5 năm. Vậy là con ở với bà nội 5 năm. Năm nay con bao nhiêu? 12 phải không? Nhà tính con sinh 2010 tính mười ba tuổi. Vậy là tại con ở với con bà nội là 5 năm còn 3 ngày nữa là đáng lý là con đúng 2 tuổi rồi nè. Mà đến đây thì gà trước cổ đâu rồi. Ủa sao chạy lên xe ba gác tập trung xe ba gác chạy vừa luôn hả? Trời à, xe ba gác rồi. Xe ba gác mà chạy tự chạy về đây là chết luôn á. Thì mấy ngày tới đâu giờ chờ ngủ tới đó đâu. Nhưng mà anh này tới đâu phố gì đâu chảnh đồ ai gì đâu chảnh. Nay về đây cũng hơn 300 cây à. Này thứ lên đường chụp hình hoài nè. Con của em á nó rẻ đấy cũng không mà 8 tuổi rồi đó. Thì đi cũng vô như như. Đi du ngoạn đi, đi ra quỷ đó. Mấy bữa sao mà không xin số với anh mà từ thiện xin. Vậy là ông bà nội ở trong nhà trong là cũng hay tin hả con? Cũng hay tin là bữa nay Phương Anh với không biết tại vì nhà con ngoài đây nhà bà mẹ bà nội nó chống chút. Thấy cái gì là anh gì quá trời đi hỏi thôi chứ đâu có thấy gì vậy nè đâu có biết đâu biết có vấn đề chắc mình nói chắc con có hỏi với bà là cho em dịch tại vì tôi biết bà bữa nào bà cũng đi lượm chứ thử ra tôi nói tự xin bà giáo rồi rồi bà Phượng Anh 2 năm rồi con mới về đây đúng không? Con có chúc ông bà hàng xóm của mình coi sao con nói rồi con tại con không có về tới nhưng mà đừng nghe mẹ hào tới hàng xóm nhập con vợ ngỡ quá trời vợ ngỡ không biết gì nhưng mà bà nội hay con về chưa? Dạ ba hay gì lắm luôn à. Về bất ngờ luôn. Bà hàng ngày đưa con học cái chỗ gần trụ sở chứ đâu. Này về nội khóc rồi. Nội khóc luôn. Cái này nội chắc không cho đi nữa đâu. Các nội bắt rồi thôi được rồi, mình đi về đẳng đi. Rồi chuẩn bị đi về nội. Con cảm ơn rất nhiều nha. Cảm ơn mấy con mấy cô. Đó thôi bây giờ để cho Phương Anh chút xíu nữa thì Phương Anh sẽ vào học nội với chương trình. Rồi Thái cũng xin được kết thúc cái clip này nữa nha. Chút xíu nữa thì hãy sẽ vào bên trong nhà nội để quay cho quý cô chú chị mình xem tiếp nữa nha. Rồi bye bye tất cả mọi người ạ.